Vâng, em Khả năng ô tô xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Địa chỉ của em ở An Lão Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Rất nhiều những mẫu xe đang có mặt tại đây để chờ bà con đến xem và mua và lấy về làm xe gia đình nhé. Rất nhiều các bác đang muốn tham khảo nhé, những dòng xe mà trăm trên trăm hay là dòng xe bao tiền ấy, thì em xin phép được làm cái video mà từ xe từ 100 đến 150 nhé. Đấy. Thì để cho bà con tiện theo dõi thì em xin làm cái video như thế trước, còn cái giá rẻ thì em sẽ làm sau để cho bà con lựa chọn. Những xe dưới trăm như ví dụ như Corvette Sida này, dưới trăm này có 3 con này. Đấy thì em sẽ làm sau, em sẽ làm những video mà những chiếc xe nào mà trên 100, từ 100 trên 100 một chút để bà con lựa chọn làm xe gia đình nhé. Đấy, từ 100 đến 150 thôi. Những chiếc nào mà cao cao tiền thì em không làm nữa. Đó. Thì em có vừa về một mẫu xe. Đây đi. Chiếc BYD của Trung Quốc này, chiếc đời 2011, biển Hà Nội, tên tư nhân đây, chiếc BYD F0, động cơ 0.8, nó giống con Spark ấy, mà đời cao, đời 2011, biển Hà Nội màu xanh cốm, bên em đang chào bán mức giá để cho bà con 96 triệu đồng thôi, 95 triệu thôi, để bà con lấy về đi nhé. Động cơ 0.8, máy gầm rất là ngon, đấy, điều hòa mát, nội thất đẹp, sơn si sạch sẽ, chẳng cần làm gì cả. 0.8 em làm video riêng thì bà con nào ưng gì hãy bảo em gửi ảnh cho nhé. Qua Zalo 0932606279. Hiện tại Zalo của em đã đầy rồi nên là bà con cứ liên hệ với Khả năng ô tô, nhắn tin cho Khả năng ô tô qua Zalo thì em sẽ gửi cho bà con cái video cũng như hình ảnh riêng. Thì em có vừa về một mẫu xe rất là đẹp, chiếc Mazda 323 phiên bản Classic nhé. Classic thì còn có cái gì? Classic là phiên bản đủ của cái dòng xe này, biển Hà Nội tư nhân một chủ mà động cơ chỉ 1.6, tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc Mazda 323 đẹp xuất sắc, màu trắng, biển Hà Nội tên tư nhân, bên em vừa về cập bến Khả năng ô tô. Với mức giá 152 triệu đồng bà con sẽ được sở hữu một mẫu xe 323. Đấy, màu trắng ngọc trinh. Rất là đẹp, phiên bản Classic. Túi khí ABS đầy đủ nhé, máy gầm cực kỳ ngon, màn hình Android. Nội thất đẹp, đẹp lắm bà con ạ, nhìn này. Dòng xe này nó rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Kim phun điện tử. Đấy, nhìn này, như mới bà con nhìn không? Từ nội thất đến thân vỏ, keo chỉ, zin hết. Rất là đẹp. Bên em sẽ dọn thêm một số chi tiết nhỏ nữa để cho bà con lấy chiếc này nó cứng cáp về bà con làm xe gia đình luôn. Chẳng cần làm gì cả mà có 150 thôi. Mới về thì bên em chưa có mở bản thì nhưng mà xin phép quay qua cho bà con cùng xem cùng ngắm này. Đẹp từ trong ra ngoài bà con nhìn thấy chưa? Trần nỉ ghế da rất là đẹp sạch sẽ. Đấy, bác là chủ xe này, bác ấy giữ được chiếc xe này khá là đẹp mắt. Với tầm tiền đời 2003 mà đẹp như này nhá, có túi khí, hai túi khí và phanh ABS này. Có màn hình cam đùi. Cái màn hình này nó là cái màn hình Android nữa nên là nó rất là đẹp. Đấy, phiên bản Classic thì có đa năng đúc nguyên bản theo xe này. Bà con nhìn thấy không? Thương hiệu Mazda luôn. Đăng kiểm tháng 5 năm 2021, một chủ từ mới. Bao rút hồ sơ nhé, 152 triệu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với những mẫu xe mà giá trên 100 một chút thì em xin phép quay. Ở đây thì có mẫu xe này. Toyota Corolla nhập Nhật nguyên chiếc đời 1999. Không quan trọng về đời nhưng mà chất xe nó cực kỳ ok. Còn nó ngang tầm với dòng Vios đời 2009 hay 10 luôn. Nó rất là đẹp về chất lượng cũng như là phần máy móc của nó. Máy gầm của nó rất là ngon. Ngày xưa cán bộ cấp tỉnh mới có những chiếc xe như này để đi. Chiếc Corolla này hiện tại bên em đang chào bán tại cửa hàng là 136 triệu đồng. Đời 1999 nhé, nước sơn màu ghi xám rất là đẹp, ghi tối. Biển 36, biển tư nhân. Các bác nhìn đây, nội thất của nó này. Đẹp từ đến máy gầm đến phần nội thất bà con nhé. Đấy, không hề có taxi dịch vụ mà nguyên nỉ hết này. Rất là đẹp. Em đã có hình ảnh và video riêng của chiếc này rồi. Các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp Khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 để lấy mẫu xe này. Với mức giá 136 triệu bên em có bao rút hồ sơ cho bà con. Giá trên mạng nó con này nó vô vàn lắm. Nhập như này có người bán 170 cơ. Đấy. Rất là đẹp. Vì nó chất lượng của nó thì nó khác hoàn toàn so với những chiếc xe Vios đời Nimo để 8 để 9 để 10 trăm 9 200 cũng không thể ăn được nó nhé. Nên bà con đừng quan tâm đến đời. Đấy. Mà hãy quan tâm đến chất lượng của chiếc xe này. Tiếp theo cứ 150 160 thì em cứ chơi 150 160 đi. Thì đây 7 chỗ thì có một chiếc 168 triệu. Biển Hà Nội tư nhân một chủ từ mới, chiếc Chevrolet Vivan động cơ 2.0 nhé. 2.0 mà dòng này không taxi dịch vụ gì, 7 chỗ ngồi, rộng rãi, biển Hà Nội, tên tư nhân, đăng kiểm tháng 10 năm 2021, đời 2008, có đủ túi khí và phanh ABS, keo chỉ zin hết, bà con nhìn này, nội thất rất là đẹp, như mới luôn, không hề quan đục,
Đấy, rất là mới và đẹp luôn, 7 chỗ ngồi rộng rãi nhé. Và bên em đang chào bán hiện tại tại cửa hàng là 168 triệu đồng, đã báo rút hồ sơ cho bà con rồi. Đấy, rất là đẹp, đẹp lắm. Ngoài này thiếu gì anh ơi? Giống như thế, ngoài này nhiều lắm. Không không cần tự động không, anh ra ngoài này anh xem, anh hỏi anh em nó có mấy con đấy. Ford Fiesta đấy. Con đằng sau cái con này này, anh xem con này. Đấy con đấy, anh xem con đấy. Vâng vâng. Đấy. Hyundai Gate nhá, Gate thì bên em còn có mấy chiếc. Nó cứ tầm 150, 160 thì em cứ quay cho bà con để bà con tiện theo dõi. Vâng, con đấy 280. 279 triệu anh ơi. 279 hay 89 nhỉ? Anh xem giá em đi biết trên trên kính nhất đấy. Vâng. Rồi, đây là chiếc Hyundai Gate đời 2010. Bên em đang chào bán mức giá 168 triệu đồng, động cơ 1.1, đăng kiểm tháng 5 năm 2021. Đó, Gate cũng là mẫu xe nhập khẩu, động cơ 1.1 thôi, tiết kiệm nhiên liệu, vừa tiền. Với phân khúc tiền 168 triệu thì bà con sẽ sở hữu cái mẫu xe này, nó khá là ok. Đây bà con nhìn này. Rất là mới và đẹp, nội thất cực kỳ sạch sẽ nhé. Máy gầm chất có túi khí và phiên bản đủ. Đời 2010 có năng đúc rồi, sơn xi sạch sẽ. Máy gầm chất 168 triệu không đâm đụng ngập nước nhé. Đó, gặp chiếc nào thì báo giá luôn, trước đấy cái tầm khuôn khúc từ 160, 170. Quay đầu lại đến 100 thôi. Đây. À, chiếc Hyundai Eon nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2011. À, nhập khẩu Ấn Độ nhé. Con này Ấn Độ. Đời 2011 mà xe gia đình, chiếc này là biển 19 Phú Thọ. Tên tư nhân. Chiếc Hyundai Eon này là động cơ 0.8, bên em đang chào bán mức giá 168 triệu đồng. Eon là dòng xe nhập khẩu, nó giống con i10 form cũ đấy. Đấy. Nhìn đấy, nó ở trên bên thị trường nước ngoài. Nó nhập về Việt Nam mình. Đây bà con nhìn này, thị trường Ấn Độ. Không khoan đục, xe rất là đẹp, cứng cáp, máy gầm chất, túi khí đầy đủ. Đấy, ghế nguyên bản theo xe này. Rất là đẹp với vừa tiền. Để bà con lựa chọn làm xe gia đình này. Đó, quá ok luôn. Rất đẹp, 5 chỗ ngồi chị em phụ nữ rất là phù hợp, xe nhỏ nhỏ, gia đình nhỏ nhỏ. Mình đi thì cực kỳ ok luôn. Hiện tại thì ở đây em có hai mẫu xe Daewoo Gencha. Gencha đời 2010 thì bên em vừa về em có làm video riêng rồi, một chủ từ mới đời 2009 đăng ký lần đầu 2010. Chiếc Daewoo Gencha đời màu đen rất là đẹp, một chủ từ mới biển 6655 đây. Thì bên em đang chào bán tại cửa hàng là 155 triệu đồng thôi ạ. Đấy. Gencha thì động cơ 1.5 thương hiệu Hàn Quốc, sản xuất tại Việt Nam, đăng kiểm tháng 8 năm 2021. Xăng tầm khuôn 5,5 lít 6 lít trên 100 km. Đây bà con nhìn này. Rất đẹp, màn hình cam nồi đầy đủ hết rồi, màn hình to đẹp, nội thất rất là mới sạch sẽ nhá. Đó. Đây thì tiếp tục chúng ta cùng lượn lượn xung quanh đây, có chiếc nào mà tầm trăm đấy trăm mấy thì em xin được quay luôn cho bà con. Đây là chiếc Click này, nó rơi vào tầm 190 triệu, 180 triệu, 190 triệu nhỉ, 189 triệu nhé, đời 2007. Đấy. Ở đây có một mẫu xe Trung Quốc nhưng mà nó sản xuất dựa trên dây chuyền của Thụy Điển, chiếc Engnong đời 2012 và một chủ từ mới biển Quảng Ninh, chiếc xe màu vàng này, nó vừa và đẹp, vừa tiền để cho bà con lựa chọn với mức giá 128 triệu đồng. Không việc gì đâu, bác cứ mở thoải mái, không ngại. Không việc gì, nên sóng thoải mái. Mấy khi cả nhà lên sóng. Đây, thì nếu bà con nào cần chiếc này thì hãy liên hệ với Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789. Đấy, phiên bản đủ có cả túi khí, phanh ABS nhé. Xe dòng sản xuất theo dây chuyền của Thụy Điển và nó rất là vừa tiền, chỉ 128 triệu thôi, màu vàng, trông như siêu xe. Thì bên em sẽ cho đi rửa dọn chút, chưa có rửa dọn thì để trông nó bẩn bẩn. Đó, cứ xe nào rẻ thì chơi này. Mitsubishi Lancer đời 2002 vừa về bên em, động cơ 1.6 số sàn. Đấy, Lancer. Lancer là mẫu xe thương hiệu của Nhật Bản, Mitsubishi nhé. Gầm bệ rất là chắc, máy gầm nó chắc, cách âm tốt lắm. Dòng này hiện tại bên em đang chào bán mức giá là 118 triệu đồng chiếc Lancer. Đấy, xe của cán bộ công an người Hải Giang. Biển 23. Rất là đẹp. Ông ấy dán cái gì kia, dán cái giấy xanh xanh vào đây thì trông cũng khá bắt mắt đấy. Đăng kiểm tháng 2 năm 21. Đây, máy gầm này. Ngon, điều hòa mát, nội thất đẹp, sơn xi sạch sẽ với tầm giá phân khúc là 118 triệu đồng thôi, 120, bao rút hồ sơ. Đấy, khá là vừa tiền nhé. Bà con này. Rất là vừa tiền. Đấy, keo chỉ zin, không đâm va, không ngập nước.
những cái dòng này là hàng gần như là gọi là lồi lồng cối đá rồi, nhưng bà con đừng có ngại đâu, mua về không sợ. Đấy, không ngại gì cả, không sợ gì hết. Genza đời đây là chiếc Hyundai Getz đời 2010, phiên bản số sàn bên em đang chào bán tại cửa hàng 175 triệu đồng thôi. Đấy, không, xe rất là ngon sạch sẽ. Đó, rất là đẹp. Thì chắc bác nào quan tâm đến chiếc này em sẽ làm video riêng cho bà con, thì bà con cùng xem. Em sẽ báo qua cho bà con thôi, kéo chỉ zin cả xe luôn, rất là đẹp, biển Hà Nội tên tư nhân. Bên em chào bán tại cửa hàng là 175 triệu đồng, đời 2010. Biển Hà Nội nhá, Hyundai Getz. 170 đi. Đây. 170 triệu thì bên em còn mẫu xe Daewoo Gentra. Daewoo Gentra đời 2010, rất là đẹp. Con này anh em nhìn thấy cứng rồi. Từ phần form dáng cũng như phần sơn si, máy gầm cũng như là gần cái keo chỉ của chiếc xe này, nó di toàn bộ xe. Con này khẳng định là bao test hãng về vấn đề đâm đụng mặt nước được, bà con hoàn toàn yên tâm. Đấy, keo chỉ zin hết, toàn bộ tắp nô tắp ni là zin hết, đét đẹp. 175 triệu, đời 2010, bà con nhé. Đây, nấy nội thất này cực kỳ sạch sẽ, máy gầm ngon lắm. Con này đi chắc lịch, nó đẹp hơn cả Vios luôn. Con này chắc lắm, xe gia đình không khoan đục, không taxi nên là nó cứng cáp, nó đẹp. Đấy. Bên cạnh một chiếc xe Gentra thì nó là một chiếc màu xanh. Hôm qua em có làm video riêng chiếc này rồi, chiếc Ford Laser đời 2001, đăng ký lăn bánh lần đầu 2002, phiên bản số sàn, động cơ 1.6. Đấy, chiếc này thì Ford Laser thì nhiều bác nào đã đi rồi thì sẽ biết được cái chất xe của chiếc này nhá. Đấy, bác nhìn đây, từ phần đèn đóm đến phần gương cũng là phần sơn si của nó, nhìn trông rất là bóng bẩy và đẹp. 128 triệu đồng đã bao rút hồ sơ, chỉ 128 triệu đồng thôi, bà con sẽ được sở hữu một mẫu xe đăng kiểm mới tháng 6 năm 2021 mới hết, rất là dài. Đây, đấy, màn hình cam nùi đầy đủ, đề lỗ start top, túi khí, đấy, đầy đủ hết bà con nhé, rất là ngon sạch sẽ, máy gầm ngon chắc nịch, nội thất rất là mới và đẹp. Với một mức giá là anh em quá chấp nhận được, với tầm giá 128 triệu đồng đã bao rút hồ sơ. Đấy, động cơ 1.6 thôi nhưng xăng được khuôn tầm 6 lít đến 7 lít trên 100 km, quá vừa tiền luôn. Tiếp theo là chiếc Mazda 323 đời 2000 đời 2000 nhé. Chiếc Mazda 323 này bên em đang chào bán mức giá 96 triệu đồng thôi, để cho bà con biển Tuyên Quang tên tư nhân. Đấy, xem xe tại An Lão Hải Phòng, số điện thoại khả năng là 032 6062 789. Đấy, rất là nhiều những mẫu xe giá tầm tiền vừa tiền để cho bà con cùng lựa chọn. Ngoài ra thì còn một số những mẫu Kia Morning dưới 200 triệu đồng. Kia Morning rất là nhiều nhé. Đây, bà con hãy nhìn đây. Đấy, nội thất của nó này sạch sẽ, ghế nỉ nguyên bản. Đó, trên 100 triệu đồng đến 150 160. Thì em sẽ làm cái mẫu xe này, bà con lại rướn lên được thì bà con lấy, nó cứng cáp. Đó. Ngoài này còn những chiếc nào không nhỉ, để lên sóng cho bà con nào. À, tí nữa. Đây, đây có chiếc Lexus đời 1990, động cơ 2.0 số tự động, bên em đang chào bán là tại cửa hàng là 135 triệu. Cái hàng này thì nói thật là bà con là chỉ có anh em là biết, hoặc là chơi xe thì mới mua thôi. À, đời thì đời rất là sâu rồi, đời 1990 nhưng nó số tự động và hàng của Toyota Lexus đây, rất là đẹp, vừa tiền nữa, hợp lý tiền với mức giá hiện tại bên em chào bán là 135 triệu, hợp lý với anh em nào yêu thích nó rồi. Đấy, 7 chỗ ngồi có một em 94 triệu đây, thì chiếc Daihatsu City Van đời 2004, biển Hải Phòng, sơn si căng đét, keo chỉ zin hết, bộ lốp mới cứng, đăng kiểm tháng 4 năm 2021, bên em đang chào bán tại cửa hàng là 94 triệu đồng đã bao rút hồ sơ. Đó. Daewoo Lalot này thì bên em đang chào bán mức giá 75 triệu đời 2005, quá rẻ. Na đăng đúc, màn hình cam nùi, biển Hà Nội, tên tư nhân, đăng kiểm tháng 6 năm 2021. Nội thất như mới, con nhìn này, rất đẹp. Đấy, táp pi nỉ các kiểu, con là điều. Đây bà con nhìn đi, đẹp lắm, chẳng cần làm gì hết. Với mức giá hiện tại là 75 triệu đồng, tập nái còn gì bằng nữa. Bên này còn một mẫu xe Vios nữa,
Vios đời 2007 bên em đang chào bán mức giá 140 bà con nhé. Đấy. Quá ok luôn. 140 triệu chiếc Vios đời 2007. Số sàn động cơ 1.5 biển Hà Nam, tên tư nhân. Đó. Đây. Bà con đã nhìn thấy nội thất này, rất là đẹp, tapi tapung này nhìn như mới, bà con nhìn thấy không? Màn hình cam nồi đầy đủ. Sơn xi sạch sẽ, máy gầm ngon, điều hòa mát. Keo chỉ zin. Nó không đâm va, không ngập nước. Ok. Một nước sơn màu bạc. Chiếc này thì Vios thì nó máy nó nành, và gầm bệ nó cũng chắc chắn, đồ đạc phụ tùng nó cũng dễ thay. Nên là lấy cái tầm 140 về sửa chữa nó không lo sửa chữa nhiều. Không ngại. Cũng như là Innova cũng vậy. Innova này đời 2007 nhé, bản G bên em đang chào bán mức giá 182 triệu đồng thôi. Đấy, 7 chỗ ngồi mà giá lại hợp lý cho các bác làm dịch vụ, làm gia đình. Quá ok luôn. Đăng kiểm tháng 4 năm 21. À, đây, nội thất đây bà con nhìn này. Rất là sạch sẽ, đẹp luôn. Từ phần sơn xi nòng trong cũng như là cái phần máy gầm của nó rất là ok. Đấy, cửa mở trần này, trần 3D bà con nhìn không? Nói chung là sạch đẹp rồi. Ghế bọc da rất là thơm tho sạch sẽ. Bên em đang chào bán tại cửa hàng nhé. Tại cửa hàng là 182 triệu đồng thôi. Đó. Còn khá là nhiều những mẫu xe giá rẻ từ mấy chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng để cho bà con lựa chọn. Hãy liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu những mẫu xe mình yêu thích với giá hợp lý. Cảm ơn tất cả quý bác quý anh chị và mọi người đã quan tâm theo dõi Khả Năng Ô Tô. Xin kính chào mọi người trong clip sau.